Em ơi, bán cho anh hai cái bánh mì em ơi. Ô, thế hôm nay anh không mặc cả, anh không hỏi giá nữa à? Đúng, anh biết giá rồi. Em giúp anh để ra đằng sau, đằng sau có cái túi đấy. Ở trong đấy có 10.000 để cho anh với không thì ở đây công an người ta không cho đỗ rừng nó bắt phạt anh. Mày chết rồi. Anh làm cái gì đấy? Bỏ em ra, cho xuống ngay. Chốt cửa đi đi. Anh làm cái gì đấy hả? Em ngồi yên, khôn hồn thì ngồi yên. Em mà động đậy thì bóp nát hai cái bánh bao của em. Em ngồi yên để anh hỏi. Anh hỏi em nhá. Thế hôm nọ anh không trêu không ghẹo gì em. Anh mua 50.000 10 cái bánh mì. Tại sao em lại vả cái bánh mì vào mặt anh? Em nói đi, em nói đi. Ông đồ xe gọi vào đây. Để hôm nay giải quyết cái vụ này cho xong. Em nói đi. Em biết tưởng là hôm đấy các anh trêu em rồi. Anh rằng ấy các anh ấy có chọc có ghẹo gì em ấy, em không ý kiến. Nhưng mà cái anh lái xe kia kìa, anh ấy quay clip anh tung lên mạng. Em đã lừa bố mẹ em là lên Hà Nội làm kế toán ngân hàng Techcombank rồi. Bây giờ cả làng biết em bán bánh mì rồi đấy. Có thật thế không? Không. Tôi bớt lên cái xong rồi xóa. Ông không mong bỏ máy em xóa đi. Bây giờ xóa còn ích gì nữa. Mấy cái chàng Hải VL với Hữu Công nó chia sẻ hết rồi. Không phải xóa được nữa đâu. Thôi bây giờ bọn anh biết sai, bọn anh sai rồi. Nguyên nhân là do anh ý. Thôi ông xin lỗi em ý đi. Anh cũng xin lỗi em. Nói chung là anh cũng không muốn như thế, nhưng mà chẳng qua lúc vui nên thì cứ đùa nghịch vớ vẩn thôi. Thôi anh xin lỗi nhá. Thôi bây giờ bọn anh xin lỗi em rồi. Em đi xuống bán hàng nhá. Vâng. Bỏ qua cho bọn anh. Này, bắt đèn anh đây, công an nó tu hết bánh mì của em rồi. Làm sao? Công an thu hết bánh mì của em rồi. Bây giờ bắt đèn anh đây. Thế đấy. Thế thì bây giờ tất cả lỗi là do tại ông đấy. Ông bắt đèn em đi, ông phải chịu trách nhiệm. Đèn thì đèn. Thế hôm nay em lấy bao nhiêu cái bánh mì mà nhớ là phải lấy giá gốc nhá. Em lấy 120 cái. Một cái 3.000. Cái này ông giỏi toán ông tính. Mẹ có thế mà cũng không nhầm được. Mẹ bày đặt 10.000 hai cái, 50.000 một chục, mẹ không. Lấy bao nhiêu cái, tổng là bao nhiêu cái? 120 cái đúng không? Đúng rồi. 3.000 một cái đúng không em? Đúng rồi. 3.000 một cái là cứ tính là 120 cái mà 3.000 một cái đại khái là thế này. 10 cái nhân 3.000 tức là 20.000. Tôi biết tính rồi. Thế có phải là 120 cái là 12 lần của 20.000 tức là 120.000 đúng không em? Vâng ạ. Có phải không? Đúng rồi ạ. Tuấn chưa? Vâng đúng rồi. Tuấn rồi. Tiền ông bắt đèn em đi. Tiền đâu rồi? Đây là tiền ông này, ở đây này, đây. Đây nhá. Vâng em xin ạ. Đúng 120.000 chưa? Đúng rồi ạ. Đây nhá. Có ý kiến gì nữa không? Có ý kiến nữa không? Dạ, không ạ. Ừ. Em chào anh nhá. Trời ơi, xinh quá. Trời ơi, đáng yêu quá cơ. Trời ơi, hai đứa ngu giống nhau quá cơ. Cái gì? Ông bảo cái gì cơ? Bao tiền bánh mì em ơi? Anh ấy 5.000 một cái nhá. 10.000 hai cái có bán không? Không, em không một cả đâu. Đúng 5.000 một cái em mới bán. Thôi nhá, thế thì thôi. Anh gì ơi, em bán này. Nằng nhằng quá, bán thì bán luôn đi lại gọi lại. Ồ, bây giờ anh không có tiền này hả? Bây giờ bán cho anh 10 cái 50.000 có bán không? Không, đúng 5.000 một cái em mới bán. Em không mặc cả đâu, em đã bảo rồi. Mang tiếng đi ô tô mặc cả cái bánh mì. Thế thì thôi, anh đi đây. Anh ơi. Anh xe đỏ ơi. Dê. Em bán này. Bán không? Có, quay lại em bán cho. Thôi, không mua được đâu. Bao tiền bánh mì em ơi? Anh ấy 5.000 một cái nhá. 10.000 hai cái có bán không? Không, em không một cả đâu, đúng 5.000 một cái mới bán. Thôi nhá, thế thì thôi. Anh gì ơi, em bán này. Nằng nhằng quá, bán thì bán luôn đi lại gọi lại. Ồ, bây giờ anh không có tiền này hả? Bây giờ bán cho anh 10 cái 50.000 có bán không? Không, đúng 5.000 một cái mới bán. Em không mặc cả đâu, em đã bảo rồi. Mang tiếng đi ô tô mặc cả cái bánh mì. Thế thì thôi, anh đi đây. Anh ơi.
Anh em xe đỏ ơi. Dê. Bán không? Có, quay lại đang bán cho. Thôi không mua được đâu. Bao tiền bánh mì em ơi? Anh ấy 5.000 một cái nhá. 10.000 hai cái có bán không? Không, em không một cả đâu, đúng 5.000 một cái em mới bán. Thôi nhá, thế thì thôi. Anh gì ơi, em bán này. Nằng nhằng quá, bán thì bán luôn đi lại gọi lại. Ồ, bây giờ anh không có tiền này hả? Bây giờ bán cho anh 10 cái 50.000 có bán không? Không, đúng 5.000 một cái em mới bán, em không mặc cả đâu, em đã bảo rồi. Mang tiếng đi ô tô mặc cả cái bánh mì. Thế thì thôi, anh đi đây. Anh ơi. Anh xe đỏ ơi. Dê. Em bán này. Bán không? Có, quay lại em bán cho. Thôi không mua được đâu. Cái này. À đây, ông xe vào rồi tôi trước đó. Em bao nhiêu cái bánh mì nhỉ? 10.000 một cái anh ạ. 10.000 hai cái bán không em? Vâng ạ, em bán rồi. Vậy anh có 50.000 bán cho anh chục cái nhá. Mẹ nhanh đi. Cháu ấm hãm lồn mới sáng mùng 1 tiếp. Chưa mở hàng. Ui, 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 ui. Con này. Không phải con này đi ông đâu ông. Chả con này gì thì mẹ chắc là mới đi học thêm toán đấy. Ông tán chú trẻ con là cứ gà sạc. Đây quả bánh mì là trước cái này. À đây, ông xe vào rồi tốt trước đó. Em bao nhiêu cái bánh mì nhỉ? 10.000 một cái anh ạ. 10.000 hai cái bán không em? Vâng ạ, em bán rồi. Vậy anh có 50.000 bán cho anh chục cái nhá. Mẹ nhanh đi. Cháu ấm hãm lồn mới sáng mùng 1 tiếp. Chưa mở hàng. Ui, 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 ui. Con đây. Không phải con này đi ông đâu ông. Chả con này gì thì mẹ chắc là mới đi học thêm toán đấy. Ông tán chú trẻ con là cứ gà sạc.